Khi cho con đi học, điều mình lo sợ nhất chính là con bị bệnh. Và mình nghĩ rằng đây cũng là nỗi niềm chung của các mẹ khi mà có con đi học mẫu giáo. Mình có hai bạn nhỏ, khi mà Peanut hoặc là Henry bị bệnh á, là sẽ lây luôn cho bạn còn lại. Thế là hai chị em cùng bệnh một lúc. Từ kinh nghiệm của mình đã cho hai bạn nhỏ đi học, trong video này mình sẽ chia sẻ với các mẹ các cách mà mình đã áp dụng để giúp cho bé giảm bị bệnh khi đi học nha. Con vào kêu chị Hai dạy đi học đi kìa. Con nói chị Hai ơi dạy đi học. Chị ơi dạy đi học. Chị Peanut ơi. Nhà mình có hai bạn Peanut và Henry. Mỗi lần Peanut hay là Henry bị bệnh á, là cũng sẽ lây cho bạn còn lại. Và mỗi lần mà hai chị em cùng bệnh thì thật sự rất là mệt luôn mọi người. Theo các thông tin mà mình tìm hiểu á, thì việc mà bé đi học và bị bệnh là một điều không thể tránh khỏi. Và hầu như là bé nào mới đi học cũng bị bệnh hết, chứ không phải là bạn không biết nuôi con đâu. Và trong một quyển sách Để con được ốm của bác sĩ Trí Đoàn á, bác có chia sẻ là trung bình một bạn nhỏ ở độ tuổi mầm non khi mà mới đi học hay là trong giai đoạn đi học mẫu giáo sẽ bị bệnh tầm khoảng từ 1 cho đến 2 lần trung bình trong một tháng. Cho nên bệnh cũng là một phần trong quá trình lớn lên của con. Nhưng mà tất nhiên là làm mẹ thì không ai muốn con mình bệnh nhiều lần, bởi vì mỗi lần con bệnh thì rất là xót đúng không? Và sau đây là một số tips mà mình đã áp dụng để giúp cho Peanut và Henry giảm tránh được bị bệnh khi đi học nha. Thứ nhất đó là hãy tập cho bé một thói quen rửa tay thường xuyên. Các bé còn nhỏ thì thường rất là thích chơi, khám phá, bốc mọi thứ xung quanh, sờ chạm lên rất là nhiều đồ vật. Thì khi mà đi học, con tiếp xúc với một môi trường mới thì ở đây con cũng rất là hay sờ chạm, chơi đồ chơi cùng với nhau. Và sau đó thì các bé thường hay có thói quen là đưa tay lên dụi mắt hay là cho tay vào miệng. Và điều này thì rất là dễ làm cho con bị bệnh. Nên việc mà tập cho bé một thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sẽ giúp cho con hạn chế được việc đưa vi khuẩn, virus vào người rất là nhiều. Ở trường thì con được cô cho rửa tay vào mỗi giờ ăn và mỗi khi chơi xong. Thì khi mà bé đi học về, các mẹ cũng nên tập cho bé một thói quen rửa tay. Khi Peanut, Henry đi học về thì sẽ rửa tay nè, rồi trước khi ăn cũng rửa tay, sau khi chơi xong cũng rửa tay, và trước khi đi ngủ mình cũng cho các bạn nhỏ rửa tay bằng xà phòng. Thì việc này sẽ giúp cho con hạn chế được bệnh rất là nhiều. Các mẹ có thể mua cho bé một cái bậc thang nhỏ nhỏ bằng nhựa để bé có thể tự đứng lên để rửa tay cho vừa vặn. Và trong quá trình rửa tay thì chúng ta có thể tạo những hoạt động vui vui cho bé, như là cùng nhau hát bài hát rửa tay chẳng hạn. Như Peanut nhà mình thì ở trường được cô dạy các bước rửa tay, và về nhà thì Peanut vừa rửa tay vừa đọc lên các bước đó. Chúng ta làm cho cái hoạt động rửa tay vui vui, các bé rất là hào hứng và thích thú. Và dần dần khi mà con rửa tay quen rồi thì nó sẽ thành một thói quen của bé. Như Peanut 4 tuổi bây giờ là đã tự giác, tự biết đi rửa tay rồi, không cần mẹ nhắc nữa. Kinh nghiệm thứ hai của mình đó là các mẹ có thể chuẩn bị bình nước cá nhân cho bé mang theo khi đi học. Mình thấy là cũng tùy trường, có trường thì sẽ yêu cầu bé tự mang bình nước cá nhân riêng, cũng có trường thì sẽ chuẩn bị sẵn ly cho các bé và các bé uống ly của trường. Thì mình thấy là khi mà các bé uống ly của trường á, có thể là bé sẽ lấy nhầm ly của các bạn, và việc này cũng dễ làm cho các con lây bệnh lẫn nhau. Do đó là việc mà chuẩn bị cho bé một bình nước cá nhân riêng á, cũng sẽ giúp hạn chế được rủi ro các bé lây bệnh cho nhau. Đây là gợi ý của cô giáo Peanut vào năm ngoái khi mà Peanut đi học và tần suất bị bệnh của Peanut khá là thường xuyên. Thế là cô nói mẹ có thể chuẩn bị một bình nước riêng cho Peanut để cô cho Peanut uống riêng, để hạn chế được việc Peanut bị lây bệnh từ các bạn. Và bây giờ thì là trộm vía là Peanut đã khỏe hơn năm ngoái rất là nhiều, nên là bây giờ thì Peanut không còn mang theo bình nước riêng nữa. Nhưng mà em Henry mới vừa đi học đây thôi thì mình vẫn mang theo bình nước riêng cho Henry. Thứ ba đó là chuẩn bị sẵn đệm và chăn gối riêng cho bé. Mình thấy là một số trường sẽ có sẵn giường và chăn gối cho bé ngủ trưa, nhưng cũng có một số trường thì các bé sẽ tự mang theo. Thường thì ở các trường chuẩn bị sẵn cho bé, nhưng mà nếu mẹ vẫn muốn tự mang theo cho bé một bộ thì mình thấy là các cô giáo cũng vẫn đồng ý thôi. Và các cô sẽ cất giữ chăn gối của bé tại trường và sẽ trả về cho phụ huynh vào mỗi cuối tuần để giặt giũ. Thì nếu mà mẹ muốn giặt giũ thường xuyên để giữ vệ sinh cho con thì mẹ cũng có thể nói với các cô và mang về nhà vào giữa tuần và cuối tuần. Mình thấy là việc chuẩn bị cho bé đệm và chăn gối ngủ riêng khi đi học cũng là một cách giúp cho bé giữ vệ sinh cá nhân, và đồng thời cũng hạn chế được việc lây bệnh, nhiễm bệnh khi mà bé đi học.
Hơn nữa, đối với các bạn nhỏ mới đi học như Henry, vẫn đang trong giai đoạn tập làm quen với môi trường mới, tập làm quen với lớp học, quen với trình tự sinh hoạt và giờ giấc ngủ trưa ở trường, thì việc mà chúng ta chuẩn bị cho con một bộ chăn gối ngủ riêng cũng giúp cho con cảm thấy thân thuộc và yên tâm hơn. Từ đó thì con sẽ ngủ trưa hợp tác hơn. Tất nhiên là các mẹ sẽ cần cho bé sử dụng bộ chăn gối mềm này trước khi đi học tầm khoảng vài tuần cho đến một tháng để cho con cảm giác quen thuộc dần nha. Mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi của các mẹ về bộ chăn gối cho bé đi học, nên là sẵn trong video này thì mình cũng sẽ cho các mẹ xem bộ chăn gối mà Peanut và Henry đang mang đi học nha. Là bộ này đây, bộ này đang được gấp gọn lại rồi nè, mình sẽ mở ra cho mọi người xem ha. Nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương. Bộ này thì mình mua ở shop Lấp La Lóc Lánh. Đây là một shop chuyên bán các đồ dùng cho mẹ và bé nhập từ Hàn Quốc rất là chất lượng. Và mấy năm nay thì mình đã mua rất là nhiều đồ cho Peanut và Henry ở shop này đó mọi người. Mình mua từ đồ dùng, chăn gối, đồ chơi, giày dép, đến cả đồ ăn dặm mình cũng đều mua ở đây luôn. Mình sẽ để hình shop ở đây cho các mẹ tham khảo nè. Bộ chăn gối cho bé đi học này có thiết kế xinh lắm mọi người. Lúc mà mình mới mở ra thì Peanut và Henry rất là thích. Hai chị em nằm đùa giỡn lên rất là vui luôn. Set này thì gồm có một đệm lót nè, một chăn đắp và một gối đầu được lót vào trong như thế này. Thì cả set được làm từ chất liệu microfiber, nên là sờ tay lên có cảm giác mát mát và dễ chịu lắm. Nên là khi mà Peanut nằm lên thì Peanut kêu là mát quá. Theo mình biết thì chất liệu microfiber kháng rệp và không phát sinh ra bụi vải trong quá trình sử dụng, do đó là sẽ giảm được các bệnh liên quan đến da liễu và cả hô hấp nữa. Chất liệu này cũng không có gây kích ứng da, do đó phù hợp với mọi đối tượng, nhất là với những người có làn da nhạy cảm như là các bạn nhỏ nè. Và theo mình tìm hiểu thì sợi vải microfiber có khả năng thấm hút nước gấp 7 lần và làm khô nhanh gấp 3 lần so với chất liệu thông thường khác. Do đó là khi mà sử dụng và giặt giũ thì chúng mình cũng sẽ không có lo về vấn đề là lâu khô hay là ẩm mốc gây mùi khó chịu. Cho nên chúng ta có thể giặt thường xuyên cho bé mang đi học đó các mẹ. Một điều đặc biệt nữa là dù có giặt nhiều lần nhưng mà bông sẽ không có bị vón cục nha. Bề mặt vải cũng không có sờn, không có bạc màu, không có đổ lông luôn. Độ bền cực kỳ cao. Xét ngủ này mình thấy chất lượng từ ruột gối cho đến chăn luôn. Ruột gối thì cũng được làm từ sợi microfiber, cho nên có khả năng kháng khuẩn, kháng rệp và tính đàn hồi cao. Do đó dùng lâu cũng không có sợ bị xẹp gối. Phần gối đầu này được tích hợp trong tấm lót như thế này nè, nên là khi mà bé nằm ngủ không có sợ gối bị tuột hay là gối đè lên mặt của bé. Phần ruột gối này cũng giặt được luôn nha mọi người. Còn phần chăn đắp cũng có dây kéo để đính với tấm lót nằm luôn, nên là chăn không có bị xê dịch trong lúc mà bé ngủ. Họa tiết thì lại rất là xinh, và đó cũng chính là lý do mà mình rất là thích các sản phẩm đồ dùng cho bé của Hàn Quốc, vừa thiết kế xinh mà còn siêu chất lượng nữa. Set này cũng có một túi đựng chống thấm nước ở bên ngoài để đựng chăn gối khi mà bé mang đi học và mang về. Mình thường hay hướng dẫn Peanut cách gấp lại và bỏ vào trong túi, cũng rất là đơn giản thôi và cực kỳ là tiện lợi. Peanut và Henry rất là thích set chăn gối này luôn. Mình sẽ để link mua ở phần mô tả video cho các mẹ cần nha. Thứ tư đó là dinh dưỡng cho bé. Thì đây là một trong những phần quan trọng không kém nhằm giúp cho bé tăng sức đề kháng cũng như là giảm tần suất bị bệnh khi đi học. Thì khi mà bé đi học về và buổi chiều tối là lúc mà các mẹ cho bé ăn bữa ăn chiều tối, các mẹ sẽ cần cho bé ăn đầy đủ các loại thực phẩm, đa dạng các loại thực phẩm cũng như là các loại trái cây để bổ sung thêm cho bé. Đặc biệt là các bạn nhỏ mà mới đi học như Henry thì có thể là vì ăn uống ở trường chưa quen hay là con khóc nhiều và con ăn ít, thì buổi chiều tối về nhà là lúc mà mẹ cần cho bé ăn bổ sung thêm. Một kinh nghiệm nhỏ của mình hồi Peanut mới đi học đó là mình thường hay xay thêm nước trái cây hoặc là sinh tố cho Peanut mang theo. Và khi Peanut ăn sáng xong thì cô sẽ cho Peanut uống thêm nước trái cây hoặc là sinh tố mình mang theo đó. Bởi vì hồi mới đi học Peanut khóc rất là nhiều và buổi sáng ăn được rất là ít. Lúc mới đi học Peanut cũng khá là kén ăn, cho nên mình thấy là việc mà mình sẽ mang thêm nước trái cây, sinh tố con cũng rất là dễ uống và cũng là một cách để bổ sung thêm cho con. Thứ năm là vận động. Thì đây là một cách giúp cho các bé tăng sức đề kháng và khỏe mạnh hơn. Việc vận động nhiều cũng giúp cho các bé ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Như Peanut và Henry nhà mình thì rất là thích bơi, và ngay dưới nhà mình thì có hồ bơi và các bé rất là thường xuyên bơi. Tất nhiên là hai bạn chưa có biết bơi đâu và mình mua phao cho các bạn bơi. Thì mình cũng thường hay chia sẻ trên story Instagram và Facebook đó. Mình thấy là mỗi lần mà bơi xong thì Peanut và Henry đều ăn rất là ngon, ăn khá là nhiều so với bình thường và ngủ cũng sâu giấc hơn. Ngoài bơi thì Peanut và Henry cũng thường hay
chơi ở sân chơi, rồi cuối tuần thì đi chơi công viên hay là chơi ở các khu vui chơi trẻ con. Thì mình thấy là hai bạn nhỏ cũng rất là thích. Hoặc hôm nào mà không thể đi ra ngoài chơi á, thì chúng mình thường sẽ mở nhạc ở nhà để ba mẹ và các bé cùng nhảy nhót chung với nhau. Vừa vui mà các bạn nhỏ còn được vận động nhiều nữa, thì từ đó cũng giúp cho các bé tăng sức đề kháng và giảm số lần bị ốm hay là bị ốm nhẹ và cũng có thể tự lướt qua được luôn. Thứ sáu đó là sức khỏe tinh thần. Đây là điều mà mình được bác sĩ chia sẻ và mình thấy rất là hay. Cũng giống như người lớn á, thì trẻ con cũng cần được chăm sóc về sức khỏe tinh thần nữa đó các mẹ. Như bạn Peanut nhà mình thì Peanut rất là thích học vẽ và học múa ba lê. Peanut tự xin mẹ cho đi học và đã học được mấy tháng nay rồi. Thì mình thấy là cứ mỗi lần đến giờ đi học vẽ hay là đi học múa ba lê vào cuối tuần á, là Peanut rất là háo hức luôn. Nhờ có những sở thích này mà mình thấy là con vui vẻ và tự tin hơn. Nên là nếu mà các bạn nhỏ tầm 3 tuổi rưỡi 4 tuổi cỡ Peanut á, mà thích những các hoạt động ngoại khóa thì các mẹ có thể tham khảo thử để cho các bé tham gia nha. Hoặc các mẹ cũng có thể tạo thêm những hoạt động vui vui tại nhà cho bé, mà mình cũng đã từng có các video chia sẻ về những hoạt động cho bé rồi đó. Thì bé vừa học được những kỹ năng mới mà tinh thần của con cũng tốt hơn. Thì khi mà tinh thần của con tốt, con cũng sẽ ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, và từ đó thì sức khỏe của con cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều. Thứ bảy là đi ngủ sớm. Mình đã rất là ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của các mẹ chia sẻ là các bé ngủ rất là muộn, có khi đến 11 giờ đêm bé mới ngủ. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần xem lại lịch sinh hoạt của bé và của gia đình. Mình thấy nhiều bé thức khuya là bởi vì thấy ba mẹ chưa có ngủ, ba mẹ vẫn còn đang thức nên là bé cũng chưa có đi ngủ. Hoặc là một số bé mà mình đọc trong sách đó, thì có thể là có năng lượng nhiều. Khi mà bé có nhiều năng lượng quá thì bé cũng không thể ngủ được. Do đó các mẹ sẽ cần hạn chế cho bé ăn ngọt vào buổi tối. Hay là những bé nào mà có quá nhiều năng lượng thì chúng ta sẽ cần cho bé xả năng lượng bằng cách là cho bé chơi, chạy nhảy, vận động thật là nhiều thì bé cũng sẽ dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Một giấc ngủ đủ, dài và sâu sẽ giúp cho bé tăng chiều cao cũng như là tăng sức đề kháng. Và hôm sau đi học thì con sẽ không có bị mệt mỏi khi thức dậy. Và mình thấy là những bé mà được ngủ đủ và ngủ sớm sẽ có một ngày dài hoạt động rất là năng lượng ở trường. Do đó là việc tạo thói quen cho bé đi ngủ sớm mình thấy cũng rất là quan trọng nha. Thứ 8 đó là bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho bé. Thì rất là nhiều mẹ hỏi mình là ngoài vitamin D3 thì có bổ sung thêm vitamin gì cho Peanut và Henry hay không. Mình thì không phải là bác sĩ nên là không thể đưa ra lời khuyên bổ sung vitamin gì cho các mẹ được. Hồi mà Peanut bị bệnh á, mình đi khám bệnh thì bác sĩ có kê cho Peanut một loại vitamin tăng sức đề kháng là Pediakid. Đây là một loại multivitamin để bổ sung cho bé và trong cái giai đoạn con bị ốm tầm 1 tháng rồi ngưng. Nên mình nghĩ là các mẹ khi mà đưa bé đi khám bệnh á, có thể hỏi bác sĩ để được bác sĩ tư vấn bổ sung phù hợp với bệnh của từng bé hay là phù hợp với thể trạng của từng bé. Mình nghĩ là không nên tự ý bổ sung vitamin cho bé khi mà chưa có sự tư vấn của bác sĩ, bởi vì mình thấy là cái gì dư thì cũng không tốt. Hy vọng là những kinh nghiệm của mình hữu ích đối với các ba mẹ đang có bé trong độ tuổi đi học mầm non nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu mọi người có thêm những thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận cho mình biết nha. Đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình có video mới hàng tuần. Và kết nối mình trên Facebook và Instagram nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.